Em thử với các em thấy cái tổ ong này có lạ không? Nó làm cái bao mật riêng này. Nó cũng kéo lên trên mà tổ trồng lá che ra là một đoạn nữa. Cái là mật này mà phía trên này. Thôi mình đỡ cái đặt cái máy đó nha mọi người. Rồi mình lên mình hơ thử. Để cái tổ ong này là lần đầu tiên thấy nó lạ quá. Cái đoạn nó thấy cũng đâu có mắc cái gì đâu mà nó phân đây cái bầu mật ra riêng. Mọi người ngồi theo dõi cho vui nha. Mình lên mình lấy.
vừa xem mấy tổ ong này. Ui, nó làm cái kén vậy này. Rồi nó mới làm mà đằng bếp ấy. Mình hơ bên đây, vừa xem. Ui, xuống cái bánh lắm. Tiếp vô. Tổ già quá.
trong cuối mùa nó hết mật rồi mọi người ạ. Được mật bé tí. Ba chiếc tầm nửa lít. Tầm nửa lít. Ít quá. Tầm cuối mùa nó không còn mọc. Mọi người thấy cái tổ nó già quá rồi mà. Ồ, nó dài gừa kinh luôn. Dài chắc bằng thân mình ạ. Ngồi ở giữa cái tổ em mà mới kết được cái bầu mật nó đầy trên mà tuốt ở trên chóp ở trên á, nhiều khi nãy đặt cái máy chỗ đó nhìn không thấy được cái cục mật à. Để mở bỏ máy cái mẹ này. Mặt con này tầm chắc nửa lít cả mọi người, ít quá. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo, những video sau mình có mình quay. Giờ này làm cái ống mật cũng nhỏ mà hết mật trống hết rồi. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi thích video thì chia sẻ cho mọi người cùng xem cho vui. Chào tạm biệt và cảm ơn rất nhiều.